Vâng, xin chào các bác. Em về được cái con center này. Đấy, con center này thì để phục vụ cho bác nào mà đang có dàn 5.1 mà thiếu center thì có thể ghép con này vào. Đây là con center C70. Đó, công suất của nó là maximum là 80 các bác nhá, 80W maximum. Cầu của nó là cầu kẹp các bác nhá. Đó. Một con center thì căng đầy đủ cho các bác. Còn bác nào thích kể ghép làm con loa lời cũng được, rất là sướng, bởi vì cái dòng này thì nó chuyên về giải lời các bác nhé, nó chỉ có giải tép thôi, không có giải bát đâu đó. Thế nên bác nào thích lấy con này làm trợ lời cũng ok luôn, không có vấn đề gì cả. Rất nhiều khách nhà em là rất mê mấy cái dòng này để về làm trợ lời, nghe nhạc rất là sướng, tiếng rất là sáng các bạn, tép nó lấy thanh tách luôn đó. Về dòng này thì cái gân của nó là gân vải hết các bác nhé, hai con bát nó này. Đó, thì nó là gân vải, một con thì nó là gân lõm, một con thì nó là gân lồi. Đó. Rất là đẹp luôn. Ốc này các bác này, lục giác hết nhá, tất cả ốc được thăm tức là ốc được bắt ở đây này đều là ốc lục giác hết. Đấy. Rất là xịn. Và kích thước thì để em đo cho các bác nhá. Đây kích thước đây các bác nhá. Nó rơi vào khoảng là 25 các bạn. Đây, nó khoảng là 25 nhá. 25 này. Và chiều sâu của nó này. Sâu của nó đây là 10 các bạn nhá, 10. Đó. Một con center. Đấy, bác nào mà chốt con này thì alo cho em số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Một trong hai số, gọi cho em bất kể số nào cũng được, hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng nha em nhé. Con này thì em báo giá luôn, bác nào chốt thì em để qua các con này giá là 790k. Đấy, để các bác là 790. Về các bác làm loa trợ lời hoặc loa center cho dàn 5.1. Đấy, chốt giá là 790k các bác nhé. Và bác nào chốt thì em sẽ có cái video clip test bàn giao cho các bác, đảm bảo cho các bác là center nó hoạt động bình thường. Đó. Nhà em luôn luôn là như vậy, tức là khách cứ chốt hàng xong thì bên em sẽ có cái clip để test bàn giao lại. Đấy, để các bác cảm thấy là thoải mái. Còn bác nào mà không thích đặt hàng online thì mình có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà em. Nhà em thì cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng vài trăm mét thôi, thì các bác có thể là đến trực tiếp cũng được. Ngay trên mặt đường Nguyễn Hoàng các bác nhá, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 300 mét. Các bác đến trực tiếp để test nghe thử hoặc là mình mang về cũng được, hoặc không thì bên em sẽ gửi qua Viettel, người ta giao tận tay nhé. Tất cả hàng bên em gửi thì đều được giao tận tay khách hàng, và khách hàng có quyền bóc ra kiểm tra thoải mái, nên là các bác yên tâm. Còn có vấn đề gì thì trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ alo cho em thực tế, hoặc là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để làm việc. Đó, thông thường thì các bác chỉ cần gọi điện thôi là bên em sẽ xử lý ngay. Đấy. Hỗ trợ mọi vấn đề cho các bác luôn trong vòng 1 phút. Rồi, bác nào mà chốt thì alo cho em nhé. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.